Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel Ngọc Nguyễn Store. Ngày hôm nay rất vui được khi được gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho bạn tiếp tục một sản phẩm tầm trung, nhưng nó lại nổi bật hơn khá nhiều với so với sản phẩm 3511 và 3515 mình vừa giới thiệu những hôm trước. Và sản phẩm ngày hôm nay chúng ta có ở trên bàn đây là sản phẩm Dell Inspiron 5510. Và sản phẩm này thì có rất nhiều điểm đặc biệt cũng như là thú vị, cũng như là những cái cải tiến mới của Dell mang đến cho sản phẩm của mình. Và thông qua cái màn hình này các bạn có thể nhìn thấy được khái quát là sản phẩm có thiết kế như nào. Và các bạn thấy đúng không? Cái sự chênh lệch về kích thước của sản phẩm này với hai sản phẩm trước là 3511 và 3515 thì chúng ta thấy nó không chênh lệch quá nhiều đúng không? Nhưng mà màn hình của sản phẩm này thì lại mỏng. Mình đánh giá là mỏng hơn khá là nhiều, và cái độ sắc nét cũng như là độ tương phản của nó cũng tốt hơn khá là nhiều hai sản phẩm trước. Và cấu hình sơ qua của sản phẩm thì chúng ta sẽ có một con chip Intel Core i5 11320H, một con chip hiệu năng cao với xung nhịp cơ bản là 3.2GHz và có thể boost lên đến 3.5GHz. Mà một cái thông số xử lý, tức là xung nhịp xử lý rất là cao so với một sản phẩm laptop bình thường. Tiếp đến là sản phẩm có RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB. Và trong sản phẩm này thì có một con card đồ họa onboard rất mạnh đến từ nhà Intel, đấy là Intel Iris Xe Graphics. Và tiếp đến là màn hình 15.6 inch, độ phân giải là Full HD, tần số quét là 60Hz và độ sáng lên đến 200 nit với các công nghệ chống chói, chống lóa. Cùng với đấy, trong sản phẩm này còn có con pin 4 cell 54Wh, trọng lượng thì cực kỳ là nhẹ. Và sản phẩm này mình thấy cũng rất là mỏng, trọng lượng của nó chỉ khoảng 1.63kg với màu ở đây là màu bạc. Và đi kèm theo máy, hãng Dell cung cấp cho chúng ta bộ cài đặt Windows 10 một bản quyền. Và cụ thể sản phẩm chi tiết sẽ như nào thì chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video để biết rõ được sản phẩm này có gì nổi bật và đặc biệt mà mình lại háo hức đến như vậy. Về thiết kế thì sản phẩm Dell Inspiron 5510 này toát lên sự cao cấp nhờ thiết kế đẹp này, mạnh mẽ này, độ mỏng ấn tượng chỉ với khoảng độ là 1.6kg và độ mỏng chỉ khoảng độ là 17mm, và máy được hoàn thiện từ bộ vỏ kim loại và khiến cho laptop trở nên sang trọng và có độ bền cao. Và đây chính là điểm khác biệt đầu tiên với những sản phẩm mình vừa giới thiệu trước là 3511 và 3515. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy bản lề của máy thì được gập mở rất là dễ dàng chỉ với bằng một tay, và vẫn là một cái thiết kế mình khá thích. Đấy là khi mở bản lề màn hình máy lên thì phần bàn phím sẽ được nâng lên một góc nhẹ để giúp chúng ta thoải mái trong việc soạn thảo văn bản. Và màn hình của sản phẩm thì Dell Inspiron 5510 được trang bị màn hình 15.6 inch Full HD cho góc nhìn rộng, viền thì rất là mỏng này. Đấy, các bạn sẽ được đắm chìm trong máy với cả một độ chân thực của ảnh lớn cũng như là độ chính xác màu rất là cao. Màn hình cho độ sáng lên đến 250 nit và giúp bạn làm việc hiệu quả trong môi trường thiếu sáng. Và đây, chúng ta sẽ trải nghiệm màn hình của sản phẩm nhé. Đây, mình sẽ lớn lên. Như các bạn để thấy đây, sản phẩm rất là đẹp với thiết kế vỏ kim loại cực kỳ sang trọng, cũng như là mọi góc nhìn thì với vỏ kim loại này thì khi mà có ánh sáng vào thì cái hiệu ứng màu của nó cũng có thay đổi một chút đấy. Rồi, chúng ta đi đến trải nghiệm màn hình trước đi. Thì mình sẽ bật một cái clip video 4K lên để xem là cái độ sắc nét và chân thực của màn hình nó sẽ như thế nào. Đây, các bạn có thể thấy ở đây sản phẩm mang lại cho chúng ta một cái hình ảnh rất là sắc nét và chân thực này. Đó.
mọi chi tiết nó cực kỳ là rõ ràng và có thể cho chúng ta thấy là cái độ phân giải của cái màn hình này mặc dù nó chỉ dừng lại ở Full HD thôi, nhưng mà độ chi tiết màu cũng như là cái độ tương phản của màn hình này là được đeo rất là chú trọng. Và về phần trải nghiệm âm thanh đi, thì chúng ta sẽ thử một bài nhạc nào đấy để các bạn thử xem là trải nghiệm âm thanh nó sẽ là như thế nào. Rồi, chúng ta cùng trải nghiệm xem âm thanh của sản phẩm nó sẽ tốt như thế nào nhé. Vâng, thì tiện trong bài nhạc này các bạn cũng thể thấy này, cái nền của cái bài nhạc này nó rất là nhiều màu sắc và màn hình của sản phẩm đang tái hiện lại một cách rất là rõ nét này. Nó đầy đủ các phân vùng màu sắc này. Rồi, bây giờ nói đến phần hiệu năng đi. Thì sản phẩm Dell Inspiron 5510 sở hữu một cấu hình mạnh mẽ trong cái thiết kế nhỏ gọn và mỏng nhẹ như này. Về bộ xử lý là Core i5 11320H, một con chip hiệu năng cao với xung nhịp mạnh, RAM 8GB, SSD 256GB, giúp bạn có thể hoàn toàn là sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh 2D này, edit video và các tác vụ văn phòng và không hề lo lắng về vấn đề giật lag. Và nhiều bạn nhất là những bạn hay lướt web đúng không, thì hay sợ vấn đề là khi mà các bạn mở quá nhiều tab lên thì sản phẩm sẽ có hiện tượng giật lag không. Đây mình mở khoảng vài chục tab cho các bạn xem này, sản phẩm nó phản hồi rất là nhanh này và gần như là tức thời này, và đặc biệt với cả GPU Intel Iris Xe này thì có thể chiến mượt mà các tựa game eSports online hiện nay như là LOL này, CSGO này hay là Valorant. Và chính vì vậy thì mình nghĩ là cái sản phẩm này rất là phù hợp với các bạn sinh viên hoặc là các bạn là nhân viên văn phòng mà vừa có thể làm việc này, học tập này, cũng như là thỉnh thoảng giải trí này. Về phần tiếp tục thì về phần top bát của máy. Đây, về phần top bát của máy thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì nó rất là mượt mà này, nó rất là mịn. Và như thông số nhà sản xuất ra đây là Precision TopPad, cũng là tên một dòng máy khác của Dell. Và dòng máy này thì hiệu năng cũng rất là cao. Đây về trải nghiệm này, một ngón này, hai ngón này, vút lên vút xuống này, ba ngón mở ra cửa sổ đa nhiệm này. Đó. À, đó, đây. Các bạn có nhìn thấy đây, ba ngón sẽ mở ra cửa sổ đa nhiệm của chúng ta. Đó, rất là mượt mà, các bạn nhìn thấy là mình mở rất là nhiều tab, máy rất là mượt mà, không có gì để chê với cấu hình sản phẩm này cả. Về phần cổng kết nối thì Dell Inspiron 5510 được trang bị rất là nhiều các cổng kết nối vô cùng tiện lợi như là hai cổng USB 3.2 này, một cổng HDMI này, USB Type-C tốc độ cao cùng với cổng sạc này, khe thẻ nhớ SD này, jack tai nghe 3.5mm này. Các bạn có thể nhìn thấy ở góc máy quay này thì sản phẩm rất là mỏng nhẹ này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Type-C này, USB này, HDMI này, cổng sạc này. Sản phẩm vô cùng là mỏng nhẹ. Đó, và về cơ bản thì sản phẩm này đã có rất nhiều điểm nổi trội rồi. Thì chúng ta cùng đi đến với những cái mà mình khá là thích ở trong sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là sản phẩm có bảo mật bằng vân tay. Mình nghĩ là đây là một sản phẩm bảo mật khá cao so với các laptop tầm trung hiện nay. Đầu tiên này là chúng ta sẽ có cảm biến vân tay để mở khóa giúp cho máy của chúng ta được bảo mật tốt hơn. Và một điều nữa mình rất thích thì mình là một fanboy của Lenovo. Thì mình rất thích một cái thiết kế của Lenovo, đấy là thiết kế đóng mở cam. Và hôm nay ở trong sản phẩm Dell 5510 này, chúng ta cũng có một cái gọi là cái công tắc để đóng mở cam.
như này thì kể cả chúng ta có live stream hay là chẳng may máy của chúng ta bị các đối tượng xấu xâm nhập thì chúng ta cũng không lo về vấn đề là các clip nhạy cảm, đúng không ạ? Vâng, và trên đây thì là toàn bộ bài đánh giá của mình về sản phẩm Dell Inspiron 5510. Thì nếu các bạn có muốn mình đánh giá chi tiết sâu hơn nữa về trải nghiệm, ví dụ như là hiệu năng chơi game này, hay là các tác vụ như là edit video, chỉnh sửa ảnh 2D, 3D, thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới để mình có thể tiếp tục đưa đến cho các bạn những trải nghiệm về sản phẩm Dell Inspiron 5510 này. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like, subscribe cũng như là ấn luôn nút chuông đăng ký ở bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Một lần nữa thì sản phẩm này đang được bày bán ở Ngọc Nguyễn Store với mức giá chỉ ở mức tầm trung mà thôi. Thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể qua trực tiếp Ngọc Nguyễn Store để trải nghiệm sản phẩm này cũng như là nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất đến từ Ngọc Nguyễn Store. Xin chào và hẹn gặp lại.